Ngày 9 tháng 12, báo Đồng Nai Online đăng tải phóng sự truyền hình Ao giữa đường tỉnh phản ánh tỉnh lộ 762 đoạn đi qua ngã tư Tân Lập thuộc xã Cây Gáo và xã Thanh Bình, huyện Trảng Bom đã xuống cấp, hư hỏng trầm trọng. Người dân đi lại hết sức khó khăn, tai nạn giao thông thường xuyên xảy ra nhưng chưa được nâng cấp, sửa chữa. Sau khi phóng sự được đăng tải, Sở Giao thông Vận tải đã kiểm tra và tiến hành sửa chữa các vị trí hư hỏng. Theo ghi nhận của truyền hình online báo Đồng Nai, trong những ngày vừa qua, đơn vị thi công đã tập kết phương tiện, nhân công, khẩn trương sửa chữa đoạn đường bị xuống cấp. Đại diện đơn vị thi công cho biết toàn bộ lớp nền hạ được múc bỏ rồi đổ đá cấp phối, lu lèn kỹ, sau đó thảm hai lớp bê tông nhựa nóng. Hai bên đoạn đường này cũng được xây dựng hệ thống thoát nước nhằm tránh tình trạng ngập úng như đã xảy ra trước đây. Ngoài ra, đơn vị thi công cũng tiến hành sửa chữa một số đoạn đường hư hỏng khác dọc theo tuyến đường tỉnh 762. Công trình này là sửa chữa hệ thống nước mưa hai bên và sửa chữa 140 m, đào lên thay toàn bộ đá mới lại và tráng nhựa hai lớp lại. Công ty cũng đang cố gắng là hoàn thành trước Tết Nguyên Đán để các bà con đi đưa vào sử dụng. Đoạn đường thuộc tỉnh lộ 762 này hư hỏng xuống cấp từ nhiều năm qua, đã ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế xã hội trong khu vực, nhất là ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe, môi trường sống của những hộ dân dọc hai bên tuyến đường này. Đoạn đường được sửa chữa là niềm mong mỏi bấy lâu nay của người dân địa phương, nhất là những hộ sống dọc hai bên đường rất phấn khởi, vui mừng. Nói chung là cái đường này là tính là 2-3 năm nay cứ mưa ngập suốt à. Cái xe 4 chỗ nhà mình cứ đi qua đợt nọ này nó ụt xuống đây cái này phải kêu xe kéo lên đấy. Mà nói chung hôm nay mà nhà nước thi công làm như vậy thì nói chung là người dân chúng tôi thấy rất là an tâm đi lại và cũng là cảm ơn các cấp chính quyền. Bọn em là người dân thì thấy nhà nước sửa chữa cho con đường này là rất vui mừng và phấn khởi. Để Tết năm nay bọn em đón là cái Tết cái đường sạch sẽ. Theo dự kiến, công trình sẽ hoàn thiện trước Tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022. Như vậy, Tết năm nay, người dân trong khu vực sẽ có niềm vui lớn hơn khi lưu thông thuận tiện, không còn cảnh đi lại khó khăn, tai nạn giao thông rình rập như đã xảy ra trước đây.